Thưa quý vị và các bạn, vào đêm tối ngày hôm qua thì một bệnh nhân nam 19 tuổi đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong tình trạng bất tỉnh, mạch không, huyết áp không, và đặc biệt là có một vết thương bị một vật nhọn đâm xuyên thấu từ phổi vào đến tim. Khoảng 20 phút sau khi được sơ cứu và hội chẩn thì các bác sĩ đã quyết định đưa bệnh nhân lên mổ cấp cứu. Kíp phẫu thuật với đầy đủ các chuyên khoa đã được lãnh đạo bệnh viện tổ chức ngay trong đêm để tiến hành mổ cấp cứu. Người nhà cho biết vật nhọn đâm vào bệnh nhân là thanh sắt dài dùng để nướng ngô. Với vết đâm sâu hơn 10cm vào ngực, xuyên qua phổi vào tim, bệnh nhân gần như chết lâm sàng lúc nhập viện. Lúc đó vết thương không chảy máu ra ngoài mà là chảy máu trong, làm tình trạng chèn ép tim càng lớn. Nhưng với quyết tâm còn nước còn tát, các bác sĩ đã cố gắng tìm mọi cách ứng phó với tình trạng chảy máu ồ ạt từ vết thủng ở tim. Chúng tôi hút toàn bộ máu ở trong cái buồng tim, trong khoang ngoài tim, và phát hiện được một cái lỗ thủng ở cái tâm nhĩ bên trái đang phun máu. Thì chúng tôi coi như đã tiến hành khống chế được cái điểm chảy máu đó, và sau đó thì cái nhà cấp cứu cùng với hồi sức truyền máu. Bệnh nhân mạch huyết áp ổn định, khí hai bên ra đều, huyết động làm sang ngay, làm lại hồng cầu là 4,2 triệu. Huyết số bao nhiêu? Huyết số tố là 120 gram. Quan sát các chỉ số về lâm sàng để đánh giá cần thiết mình làm thêm cả các xét nghiệm về cái sinh hóa. Hiện bệnh nhân đã tỉnh, có dấu hiệu phục hồi tốt. Sự thành công của ca mổ cấp cứu này còn thể hiện sự phối hợp nhanh chóng, ứng phó kịp thời cùng kỹ thuật chính xác của đội ngũ phẫu thuật viên tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.